Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin Biển Đông nóng nhất ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau đây. Đối đầu quân sự đáng lo ngại ở Biển Đông và khu vực lân cận. Quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc thừa nhận vaccine Trung Quốc không có tỷ lệ bảo vệ cao. Sau đây, mời quý vị cùng đi vào nội dung chi tiết. Đối đầu quân sự đáng lo ngại ở Biển Đông và khu vực lân cận. Tại khu vực từ Biển Đông đến eo biển Đài Loan, Trung Quốc liên tục triển khai các hoạt động quân sự và Mỹ cũng điều động lực lượng hùng hậu để ứng phó. Tình hình eo biển Đài Loan đang trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc đại lục điều động hàng chục chiến đấu cơ ngày 12 tháng 4 xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan và bay gần quần đảo Đông Sa, đang do Đài Bắc kiểm soát nằm ở phía bắc của Biển Đông. Trung Quốc đang diễu võ dương oai. Cụ thể, vào đội hình máy bay quân sự tham gia phi vụ trên của Trung Quốc bao gồm 14 máy bay tiêm kích J-16, 4 máy bay tiêm kích J-10, 4 oanh tạc cơ chiến lược tầm xa H-6, 2 máy bay săn ngầm Y-8 và 1 máy bay cảnh báo sớm trên không KC-500. Động thái trên xảy ra giữa bối cảnh Trung Quốc đang liên tục điều động nhiều đợt máy bay quân sự vượt eo biển Đài Loan, tiếp quận quần đảo Đông Sa. Không những vậy, Bắc Kinh gần đây cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh, bao gồm tàu Liêu Ninh cùng 2 tàu khu trục Thai 052D, 1 tàu khu trục Thai 055, 1 tàu hộ tống Thai 054A và 1 tàu hỗ trợ Thai 091 ngày 10 tháng 4 tiến vào Biển Đông. Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay này đã cuộc tập trận ở gần Đài Loan. Ngoài ra, Trung Quốc cũng úp mở rằng tàu sân bay Sơn Đông của nước này cũng đang đồn trú tại căn cứ trên đảo Hải Nam, cũng sẽ sắp được triển khai nhằm hướng đến các hoạt động xa bờ ở Thái Bình Dương. Không những vậy, tình hình Biển Đông cũng trở nên căng thẳng sau khi Bắc Kinh điều động hơn 200 tàu dân binh từ đầu tháng 3 đã hiện diện ở khu vực bãi Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tiếp đó, Bắc Kinh đã điều động thêm 3 tàu tấn công nhanh Tai 022 mang tên lửa đến khu vực quần đảo Trường Sa. Mỹ phản ứng mạnh mẽ. Giữa hàng loạt động thái của Trung Quốc, Mỹ vào đầu tháng 4 đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tàu sân bay USS Tordero West cùng 2 tàu tuần dương hạm, tàu khu trục lớp đi vào khu vực Biển Đông. Nối tiếp sau đó, Biển Đông còn có sự hiện diện từ nhóm tác chiến thứ 2 của Mỹ, bao gồm tàu đổ bộ tấn công USS McKean mang theo chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35, cùng với 2 tàu mẹ vận tải thuộc lớp San Antonio. Tại Biển Đông, sau khi tập trận cùng một số đối tác, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Tordero West cùng với nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS McKean Island phối hợp huấn luyện tác chiến viễn chinh. Khi hoạt động tại Biển Đông, các chiến đấu cơ FA-18E Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm E-2C trên tàu USS Tordero West cũng như chiến đấu cơ F-35 trên tàu USS McKean Island liên tục xuất kích hoạt động ở Biển Đông. Các hoạt động rầm rộ trên của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ được cho là nhằm răn đe đến Trung Quốc với thông điệp rằng Washington vẫn có năng lực quân sự mạnh mẽ trên không lẫn trên biển tại khu vực Biển Đông. Và đến hôm qua, thì nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Tordero West đã di chuyển đến phía bắc của Biển Đông. Lo ngại nguy cơ xung đột. Trả lời báo Thanh Niên ngày 13 tháng 4, ông Carl Schurz đã bình luận về quan hệ quốc tế nhận định việc Trung Quốc điều động một lực lượng máy bay chiến đấu hùng hậu xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan và vùng lân cận Parathat là thủ đoạn đe dọa mới nhằm đe dọa Đài Bắc. Bắc Kinh muốn khơi lên nỗi sợ hãi đối với người dân Đài Loan và gửi đi thông điệp rằng sẽ không cản được sức mạnh quân sự của Trung Quốc đại lục nhằm vào hòn đảo này. Bắc Kinh sẽ còn nhiều lần hành động như vậy với mật độ và quy mô lớn hơn. Trong khi đó, hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông là một phần trong thông lệ thường niên, nhưng năm nay có sự tham gia của Hải quân nước này với lực lượng lớn nhất suốt nhiều năm qua. Các hoạt động này còn là sự tái cam kết của Mỹ đối với các đối tác đồng minh trong khu vực. Về mặt chiến lược, Washington đang báo hiệu với Bắc Kinh là Mỹ vẫn theo sát các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, cựu đại tá này phân tích. Cũng trả lời báo Thanh Niên, tiến sĩ Colin Cole đã đánh giá rằng đến nay các hoạt động tương tác giữa lực lượng hải quân các nước đã trở nên chuyên nghiệp hơn. Các bên đều biết rõ tình hình căng thẳng như thế nào nên sẽ thận trọng để tránh kích động leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, sắp tới có lẽ sẽ còn tiếp diễn tình trạng bên này diễu võ dương oai thì bên kia phản ứng lại tại khu vực trên. Trong đó, tiến sĩ James Holmes, chuyên gia chiến lược hàng hải Đại học Mỹ đặt ra lo ngại rằng đang có rất nhiều tàu chiến và chiến đấu cơ
tập trung ở vùng biển này trong bối cảnh căng thẳng. Tình hình khiến người ta liên tưởng đến khu vực phía đông Địa Trung Hải, hiện cũng đang tập trung tàu chiến của nhiều nước. Khu vực này và Biển Đông đều có tuyến hàng hải quan trọng với sự can dự của nhiều bên vì những động cơ và mục tiêu khác nhau. Tình hình như vậy rất dễ tạo ra xung đột. Quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc thừa nhận vaccine Trung Quốc không có tỷ lệ bảo vệ cao. Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu của Trung Quốc cho biết hiệu quả của vaccine Trung Quốc là khá thấp và chính phủ Trung Quốc đang xem xét kết hợp các loại vaccine để tăng cường trong chiến dịch tiêm chủng. Đây là một động thái hiếm hoi từ phía Trung Quốc khi đánh giá về tính hiệu quả của vaccine sản xuất trong nước. Gao Fu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết tại hội nghị vào hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 4 ở thành phố Tây Nam, Thành Đô, rằng vaccine Trung Quốc không có tỷ lệ bảo vệ cao. Vấn đề liệu chúng ta có nên sử dụng các loại vaccine khác nhau từ các dây chuyền kỹ thuật khác nhau cho quá trình tiêm chủng hay không? Hiện đang chính thức được xem xét, ông Gao cho biết thêm. Wang Hao-Qing, một quan chức khác của CDC cũng cho biết các vaccine được phát triển ở Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể để có thể được sử dụng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho biết việc kết hợp các loại vaccine với nhau có thể gia tăng hiệu quả. Bên cạnh mối lo ngại về tính hiệu quả của vaccine Trung Quốc, hiệu vaccine Sinovac của Trung Quốc sản xuất đã được phân phối đến hàng chục quốc gia trên thế giới bao gồm Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Hungary, Brazil. Các nhà nghiên cứu ở Brazil đã phát hiện ra rằng hiệu quả của vaccine Sinovac trong việc ngăn ngừa các bệnh có triệu chứng là thấp, chỉ 50,4%, gần ngưỡng 50% mà các chuyên gia y tế nói rằng đó là một loại vaccine hữu ích. Trong khi đó, vaccine BioNTech cho hiệu quả tới 97%. Các chuyên gia y tế cho biết vaccine Trung Quốc khó có thể được bán cho Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản sau quá trình phê duyệt phức tạp. Phát ngôn viên của Sinovac, ông Liu Pecheng đã thừa nhận vaccine có các mức độ hiệu quả khác nhau, nhưng ông nói rằng điều đó có thể là do độ tuổi của những người tham gia nghiên cứu, chủng virus và một số các yếu tố khác. Đến thời điểm hiện tại, Bắc Kinh vẫn chưa chấp thuận bất kỳ loại vaccine nước ngoài nào được sử dụng ở Trung Quốc. Theo ông Gao, tính đến ngày 2 tháng 4, khoảng 34 triệu người ở Trung Quốc đã tiêm cả hai liều vaccine bắt buộc và khoảng 65 triệu người đã tiêm một liều. Ông Liu cũng cho biết thêm, các nghiên cứu cho thấy vaccine có khả năng bảo vệ có thể tốt hơn nếu thời gian giữa các lần tiêm chủng dài hơn 14 ngày, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào để làm tiêu chuẩn thực hiện. Trung Quốc muốn thao túng chính sách của Mỹ bằng con bài biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia Trung Quốc, chính quyền Biden không nên cho phép chính quyền Trung Quốc sử dụng biến đổi khí hậu như một con bài mặc cả để kỳ kèo những nhượng bộ trong các lĩnh vực khác. Cảnh báo được đưa ra khi Hoa Kỳ chính thức tham gia lại thỏa thuận khí hậu Paris vào ngày 19 tháng 2. Tổng thống Joe Biden đã mô tả biến đổi khí hậu là một mối đe dọa hiện hữu và cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để giảm lượng khí thải carbon. Nhưng các nhà phân tích lo ngại rằng điều này có thể khiến Mỹ trở nên thân thiết hơn với chính quyền Trung Quốc. Mặc dù các quan chức của chính quyền Biden đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục quan điểm cứng rắn của chính quyền Trump với Trung Quốc, họ đã chỉ ra các khía cạnh mang tính hợp tác trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Trên lộ trình tranh cử, Biden cho biết ông sẽ làm việc với chính quyền Trung Quốc trong các lĩnh vực có lợi ích chung, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Các chuyên gia lo ngại rằng sự hợp tác của Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu có thể khiến chính quyền phải nhường chỗ trong các lĩnh vực chính quyền khác như nhân quyền, thương mại và an ninh quốc gia. Chính quyền Trung Quốc đã chỉ ra rằng Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận các điều khoản của riêng mình trước khi hai bên có thể làm việc cùng nhau. Ngày 28 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về biến đổi khí hậu. Về điều đó, tôi muốn nhấn mạnh rằng hợp tác Trung Quốc-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực cụ thể được liên kết chặt chẽ với quan hệ song phương nói chung. Triệu Lập Kiên cho biết, nói thêm rằng chính quyền đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không ai có thể tưởng tượng họ có thể yêu cầu Trung Quốc hiểu và hỗ trợ họ trong các vấn đề song phương và toàn cầu khi họ ngang nhiên can thiệp vào đối nội của Trung Quốc và làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi hàng loạt các chủ đề như đàn áp người thiểu số ở Tân Cương và Tây Tạng, đàn áp ở Hồng Kông và đe dọa Đài Loan là một phần lợi ích cốt lõi của mình và không cởi mở để thảo luận các vấn đề này. Bình luận của Triệu Lập Kiên được đưa ra sau khi đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry cam kết rằng các vấn đề quan trọng bao gồm hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hành vi xâm lược quân sự ở Biển Đông sẽ không bao giờ bị đánh đổi vì bất cứ điều gì liên quan đến khí hậu. Nhưng ông Kerry nói thêm rằng khí hậu là một vấn đề độc lập quan trọng, lưu ý rằng Trung Quốc là quốc gia phát khí thải lớn nhất trên thế giới và khoảng 30% lưu lượng khí thải toàn cầu. Trong mọi trường hợp, Hoa Kỳ không cần phải đưa ra bất cứ nhượng bộ gì để khiến chính quyền Bắc Kinh có hành động về khí hậu. Theo Slider, một tác giả về cuốn sách Thế giới đảo lộn Mỹ-Trung và cuộc đấu tranh giành chính quyền lãnh đạo toàn cầu, thì bất kỳ cuộc đàm phán nào với Trung Quốc về biến đổi khí hậu cũng đều sẽ rất lãng phí thời gian.
Ông cũng là người từng đàm phán thương mại cho chính quyền Reagan cho biết Trung Quốc sẽ không đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng ta có thể chấp nhận được. Bạn không thể tin tưởng Trung Quốc sẽ giữ lời, ông nói thêm. Cựu quan chức an ninh trong chính quyền ông Trump cũng cảnh báo tương tự về việc mắc kẹt trong bẫy đàm phán do Bắc Kinh giăng ra. Ông cho biết chính quyền của Hoa Kỳ đã lãng phí nhiều năm trong các cuộc đàm phán chính thức với Trung Quốc mà không mang lại kết quả cụ thể. Điều này cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành động xấu xa lên Hoa Kỳ như đánh cắp tài sản trí tuệ. Để cắt giảm lượng khí thải, ông Trang đề nghị Hoa Kỳ nên ngừng mua hàng hóa từ Trung Quốc và bắt đầu dịch chuyển hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ bởi vì ngành vận tải biển là một ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng. Biện pháp đó sẽ giúp ích rất nhiều cho khí hậu, bên cạnh đó việc mang lại một số lợi ích thiết yếu cho chúng ta, ông nói thêm. Mỹ và Trung Quốc đang có bí mật gì tại Biển Đông? Hạm đội 7 ngày 6 tháng 4 thông báo nhóm tàu tác chiến USS Theodore West đã vào Biển Đông cách đó 2 ngày. Chuẩn đô đốc Vesimore, chỉ huy nhóm tàu tác chiến sân bay số 9 cho biết, thật tuyệt khi được trở lại Biển Đông để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi rằng chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ tự do trên biển. Trong quá trình triển khai của nhóm tấn công, chúng tôi đã thể hiện cam kết của mình đối với trật tự dựa trên quy tắc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bằng cách hoạt động với những người bạn của chúng tôi từ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hoạt động với tất cả những ai có tầm nhìn chung về an ninh và ổn định ở một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới. Khi ở Biển Đông, nhóm tàu sẽ tiến hành các hoạt động bay máy bay cánh bằng và cánh quạt, các cuộc tập trận tấn công trên biển, tác chiến chống tàu ngầm, huấn luyện chiến thuật phối hợp và các hoạt động khác. Có một chi tiết đáng lưu ý là thông báo của Hạm đội 7 cho biết đây là lần thứ hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông trong năm nay. Trên thực tế, đây là lần thứ ba nhóm tàu này vào Biển Đông kể từ ngày 20 tháng 1. Hai lần trước là vào ngày 23 tháng 1 và ngày 9 tháng 2, khi nhóm tàu này đang tập trận cùng với nhóm tàu USS Nimitz ở Biển Đông. Không loại trừ khả năng thông báo của Hạm đội 7 có thể xuất phát từ sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, rất nhiều khả năng rằng lần di chuyển này vào Biển Đông vào ngày 23 tháng 1 là động thái xuất phát từ một tình huống ứng phó bất ngờ nào đó. Chính vì thế, phía Mỹ đã không xem đó là một lần di chuyển vào Biển Đông theo kế hoạch. Trong lần tiến vào Biển Đông qua eo biển Ba Sĩ vào ngày 23 tháng 1, tàu sân bay Mỹ chỉ hoạt động chưa đến một tuần trước khi trở lại Biển Đông. Có khá nhiều diễn biến bất thường trong sự kiện này, nếu nhìn lại thì có thể hình dung sự dồn dập của các diễn biến trước đó. Thứ nhất, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào Biển Đông ngày 23 tháng 1. Liên tiếp trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 1, Trung Quốc điều số lượng lớn chiến đấu cơ và oanh tạc cơ vào khu vực Tây Nam Đài Loan. Truyền thông thế giới sau đó đã tiết lộ máy bay Trung Quốc đã diễn tập mô phỏng tấn công tàu sân bay Theodore Roosevelt bằng tên lửa. Một oanh tạc cơ B-52 của Mỹ chuyển hướng bay vào Biển Đông trong ngày 25 tháng 1, mới vòng qua đảo Guam, thay vì bay thẳng từ lục địa Mỹ đến Guam như kế hoạch trước đó. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng đưa ra các tuyên bố ủng hộ Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc. Trong một động thái hiếm thấy, tàu sân bay Mỹ hoạt động khá gần bãi cạn Scarborough, áp sát ở khoảng cách chỉ 24 hải lý trong ngày 25 tháng 1. Việc Hải quân Mỹ bỏ quên diễn biến này trong thông cáo mới nhất càng khiến loạt sự kiện diễn ra khi ấy càng trở nên đáng nghi vấn hơn. Nếu suy thuyết theo giả thuyết âm mưu, rất có thể Trung Quốc đã đe dọa Đài Loan khi đó. Và để ngăn Trung Quốc ra tay, Mỹ đã điều tàu sân bay uy hiếp bãi cạn Scarborough trong một cuộc đối đầu cân não, có thể là màn thử thách đầu tiên mà Trung Quốc dành cho Tổng thống Joe Biden. Tuy đây chỉ là thuyết âm mưu chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng những tình tiết mà cả Trung Quốc và Mỹ đang giấu giếm thì có thể sự thật còn gay cấn hơn chúng ta tưởng tượng.